Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng gian đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2 trên 256 Chaparro Bankstown, New South Wales 2200. Có một loại nước mắm thuần khiết, sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà thường hạn, đẳng cấp, sang trọng. hãy luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm hoàng gia trung hoa đất việt nước mắm hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc úc châu với ba kích cỡ khác nhau bao gồm 250 ml 500 ml và 750 ml tại melbourne Nước mắm hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, một tập đoàn dầu khí Nhật vừa cam kết tài trợ hơn 1 tỷ rưỡi đô la vào năng lượng tái tạo tại Úc. Trong đời sống hàng ngày, số gia đình rơi vào tình trạng thiếu ăn đang gia tăng một cách đáng ngại, đặc biệt là tại Queensland. Trong sinh hoạt truyền thông, thêm một sướng ngôn viên kỳ cựu của đài số 7 vừa tuyên bố rời khỏi ngành. Tại Tây Úc, cư dân đã chi hơn 3 tỷ rưỡi đô la để nâng cấp nhà cửa trong bối cảnh khan hiếm gia cư hiện nay. Và sau đây là phần tin chi tiết cho bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024 của đài Việt TV Úc Châu. Đầu tiên là tin về giao thương quốc tế. Tập đoàn dầu khí Inpex đầu tư hơn 1 tỷ rưỡi đô la vào năng lượng tái tạo tại Úc. Inpex là một trong những tập đoàn dầu khí có quy mô lớn nhất tại Nhật Bản, vừa cam kết đầu tư hơn 200 tỷ yên, tương đương với khoảng 1 tỷ rưỡi đô la, vào các dự án năng lượng tái tạo tại Úc từ nay đến năm 2030. Mục tiêu của Inpex là biến Úc Châu thành một trung tâm xuất khẩu hydro xanh. Theo thỏa thuận sơ khởi thì việc nâng cấp này sẽ tập trung vào các nguồn năng lượng mặt trời, gió trên bờ và pin lưu trữ, và nguồn điện tái tạo bổ sung này sẽ được bán tại Úc. Sau năm 2030, một phần điện sẽ được phân bổ cho dự án khí đốt tự nhiên ISTIS, dự án mà Inpex đang dẫn đầu ngoài khơi bờ biển tại lãnh thổ Bắc Úc. Dự án này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 70% lợi nhuận dòng của Inpex vào năm 2024. Để nâng cao chất lượng khí đốt, các hợp chất không mong muốn cần được loại bỏ và các cơ sở thực hiện nhiệm vụ này hiện được cấp năng lượng bởi máy phát điện chạy bằng khí đốt. Dự án ITS cũng chiếm một nửa trong số khoảng 7 triệu tấn khí thải nhà kính của Inpex vào năm 2023. Để giảm lượng khí thải carbon, Inpex đang sử dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, nhưng công ty coi năng lượng tái tạo là giải pháp lâu dài. Theo cơ quan năng lượng quốc tế IEA thì nhu cầu hydro toàn cầu tự nhiên sẽ tăng gấp 3 lần mức hiện tại vào năm 2050. Nếu các chính phủ trên toàn thế giới thực hiện các cam kết khí hậu đã công bố, trong khi đó nhu cầu nhiên liệu hóa thạch đang trên đà đạt đỉnh trước năm 2030. Mặc dù doanh thu của Inpex tăng mạnh nhờ STs và các dự án dầu mỏ ở Trung Đông, nhưng công ty vẫn lo ngại về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngoài Inpex thì các công ty khác của Nhật Bản cũng đang thành lập các hoạt động sản xuất hydro xanh tại Úc, chẳng hạn như tập đoàn Sumitomo đặt mục tiêu sản xuất 200.000 tấn hydro xanh tại Úc vào năm 2030. Các công ty Nhật Bản coi nước Úc là địa điểm thích hợp để sản xuất hydro nhờ khoảng cách địa lý gần. Hai nước cũng có lịch sử lâu đời trong ngoại giao tài nguyên về khí thiên nhiên hóa lỏng LNG và than đá. Tin đời sống đắt đỏ Tỷ lệ các gia đình bị đói đang gia tăng đáng ngại tại Úc Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thực phẩm Foodbank Australia về nạn đói năm 2023, thì tại Úc hiện có khoảng 3 triệu 700 ngàn hộ gia đình đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực khi mà giá cả hàng tạp hóa và thực phẩm liên tục gia tăng trong vài năm qua. Báo cáo của Foodbank cho thấy, 79% những người được hỏi chỉ ra rằng chi phí sinh hoạt tăng trong khi thu nhập thì lại giảm là nguyên nhân chính. Ngoài ra, 42% cho rằng phúc lợi xã hội thấp đã khiến gia đình của họ rơi vào tình trạng đói ăn hàng ngày. Giống như nhiều người Úc, bà Mary Coleman đã tận mắt chứng kiến gánh nặng của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Sau khi giúp đỡ những người trong cộng đồng của mình không có chỗ ngủ và không có được bữa ăn no, cô đã thành lập tổ chức từ thiện có tên gọi là People Help People Switch, nơi các thành viên có thể cho và nhận những hàng hóa thiết yếu. Nhóm này không phải là sự thay thế cho các dịch vụ quan trọng được cung cấp bởi các tổ chức từ thiện và các cơ quan chính phủ, cũng như những tổ chức có thể cung cấp hỗ trợ lâu dài và nhất quán. Thay vào đó, People Help People chỉ là một tổ chức tư nhân kêu gọi những ai có dư món gì từ quần áo đến thực phẩm có thể quyên góp miễn phí cho những người cần đến. Ngoài ra tổ chức này cũng là nơi để mọi người trao đổi theo hình thức vừa cho vừa nhận. Nhu cầu về tài trợ thực phẩm ngày càng tăng đối với các ngân hàng thực phẩm và các dịch vụ khác kể từ đại dịch Covid đã được ghi nhận rõ ràng. Cụ thể là tại hiệp hội Saint Vincent de Paul Queensland, hồi năm ngoái hiệp hội này đã hỗ trợ cho gần 250 người. Đây là sự gia tăng gần 30% so với chỉ có 180.000 người hồi năm 2020. Trong khi số lượng người Úc chuyển sang nhận sự giúp đỡ từ các kênh không chính thức như mạng xã hội hoặc các nhóm cộng đồng thì không có dữ liệu. Điều này có nghĩa là tổng số gia đình rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực tại Queensland là rất cao. Kinh tế gia trưởng của Viện nghiên cứu Australian Institute, giáo sư Greg Chitoro cho biết, việc thiết lập một định nghĩa rõ ràng về nghèo đói có thể là yếu tố then chốt để cung cấp cứu trợ cho các gia đình dễ bị tổn thương. Theo ông John thì đây là bước quan trọng đầu tiên để thông báo các chính sách như hỗ trợ thu nhập và buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Tin thị trường nhân dụng Phóng viên kỳ cựu của đài số 7 Andre Nicholas rời bỏ sự nghiệp. Thêm một cựu binh nổi tiếng khác của hệ thống truyền thông số 7 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh đài số 7 đang gặp nhiều khó khăn, chỉ vài ngày sau khi có thông tin cho rằng dưỡng ngôn viên tin tức Sharon Gidella đã bị sa thải. Andre Nicholas là một trong những phóng viên kỳ cựu nhất của đài số 7 đã quyết định rời khỏi ngành truyền thông để tham gia vào sinh hoạt chính trị tại Úc. Theo thông báo trên đài Sky News thì bà Nicholas sẽ rời khỏi vai trò phóng viên truyền hình sau 17 năm rưỡi làm việc tại đây để đảm nhận nhiệm vụ mới là cố vấn truyền thông cấp cao của Bộ trưởng Ngân khố tại tiểu bang Nam Úc Stephen Mulligan trong những tuần tới. Andre Nicholas, người đã gia nhập vào hệ thống truyền thông Seven Network vào năm 2007, cho biết cô rất hào hứng trước viễn cảnh về một thử thách mới trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp của mình. Bà Nicholas học báo chí tại Đại học Nam Úc trước khi làm việc tự do cho đài số 7 ở Anh và sau đó là làm việc cho đài ABC và BBC. Nhắc lại là hệ thống truyền thông Seven West Media đang trong quá trình cắt giảm 150 nhân viên tại các văn phòng trên toàn quốc sau sự suy thoái nghiêm trọng về số lượng khán giả truyền hình cũng như sự sụt giảm về doanh thu quảng cáo. Sự ra đi của Nicholas diễn ra vài ngày sau khi phát thanh viên kỳ cựu của kênh số 7 Sharon Giddelan 58 tuổi bị sa thải sau 4 thập kỷ làm việc trong ngành truyền thông. Sau đây là tin từ Tây Úc, chi gần 3 tỷ rưỡi đô la để cải tạo nhà hay vì di chuyển. Thị trường cải tạo và tân trang nhà cửa tại Tây Úc đã có sự bùng nổ đáng kể trong năm qua và theo hiệp hội công nghiệp nhà ở thì người dân Tây Úc hiện đang chi gần 3 tỷ rưỡi cho việc cải tạo nhà cũ để tránh mua nhà mới và tránh việc phải dọn nhà. Cũng theo thông tin từ hiệp hội nói trên, thì danh sách bất động sản được giao bán ở Perth đã giảm hơn 20%, trong khi giá nhà thì vẫn tiếp tục tăng. Dion là một cư dân đã chọn sửa sang lại ngôi nhà của mình thay vì chuyển gia đình gồm 4 người đi nơi khác, cho biết quyết định cơi nới và sửa sang căn nhà cũ đã khiến gia đình anh phải tốn gần 300.000 đô la và mất 5 tháng thời gian để hoàn thành. Mặc dù 300.000 là khoản chi đáng kể, nhưng ông Dresch cho biết gia đình ông đã tránh được căng thẳng trong việc tìm chỗ ở thay thế và vẫn có thể sống ở cùng một nơi trong khi công việc vẫn tiếp tục. Trong khi đó, nhà thiết kế cấp cao Jeff Piercy của công ty Summit Homes cho biết, rất nhiều người dân Tây Úc đã bị thu hút bởi ý tưởng lắp đặt thêm tầng 2 với mô hình theo kiểu mô đun vì có thể tiết kiệm được thời gian và đồng thời cũng có thêm được không gian trong chính căn nhà của mình. Kế đến là tin từ Bắc Úc. Bác sĩ cấp cứu cho biết tình trạng bạo lực gia đình ngày càng trầm trọng. Lãnh thổ Bắc Úc hiện đang chứng kiến tỷ lệ loại bạo lực này cao hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác ở Úc. Và thông tin này đã được xác nhận bởi các bác sĩ làm việc tại các phòng cấp cứu trên khắp lãnh thổ này. Chủ tịch trường cao đẳng y tế cấp cứu tiến sĩ Steve Coley, đồng thời cũng là giám đốc khoa cấp cứu của Bệnh viện Alice Springs cho biết, Bộ Y tế đã thu thập dữ liệu trên khắp lãnh thổ về tỷ lệ bạo lực gia đình và nhận thấy mức độ tội phạm đã liên tục gia tăng theo thời gian. Tiến sĩ Coley cho biết ngoài sự gia tăng về tần suất thì các vết thương cũng nặng hơn nhiều so với bình thường do loại vũ khí mà thủ phạm sử dụng, bao gồm gậy, đá và thậm chí trong một số trường hợp nghi phạm còn sử dụng cả dao dựa để tấn công lẫn nhau. Theo tiến sĩ Coley thì tần suất của các vụ bạo hành gia đình gia tăng từng ngày. Tuy vậy, Sở Y tế tại Bắc Úc thì lại từ chối cung cấp dữ liệu cụ thể. Mặc dù vậy, phát ngôn viên của Bộ Y tế cũng nhìn nhận tầm quan trọng của việc sàng lọc bạo hành gia đình cũng như đánh giá về rủi ro của các lệnh hạn chế DFV áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Bộ Y tế. Theo người phát ngôn này thì nhiều người đến khoa cấp cứu vì bị ảnh hưởng bởi DFV, nhưng họ đã chọn không tiết lộ thông tin nên dữ liệu cũng không đáng tin cậy. Khi cuộc bầu cử lãnh thổ phía Bắc chỉ còn hơn một tháng nữa, tiến sĩ Ly cho biết, các đảng chính trị lớn cần vạch ra kế hoạch nhằm hạn chế mức độ bạo lực gia đình. Theo tiến sĩ Coley thì rượu đang được coi là một yếu tố chính góp phần gây nên tình trạng bạo hành gia đình. Tuy vậy, việc chính phủ tập trung vào kế hoạch hạn chế bán bia rượu không phải là giải pháp lâu dài. Thay vào đó, chính phủ nên có chương trình giáo dục để những ai thường uống rượu có thể nhận thấy tác hại kinh hoàng của việc lạm dụng bia rượu. Cuối cùng là tin từ Hàn Quốc. Làng cổ Seoul bất ngờ áp lệnh giới nghiêm du lịch. Nổi tiếng với những ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc đẹp như tranh vẽ và được bảo tồn tốt, làng Bukchon Hanok là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Seoul, thu hút hàng ngàn du khách mỗi ngày. Tuy nhiên, việc khách du lịch tràn ngập khu làng khiến chính quyền địa phương phải áp lệnh giới nghiêm. Khi vấn đề du lịch quá mức đang lan rộng khắp các thành phố và quốc gia trên toàn thế giới, chính quyền Hàn Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo vệ khu làng truyền thống lịch sử ở trung tâm thành phố Seoul khỏi đám đông khách du lịch. Nơi đây sẽ được chỉ định là khu vực quản lý đặc biệt đầu tiên của đất nước theo đạo luật thúc đẩy du lịch của Hàn Quốc. Theo đó, lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng cho du khách Bất cứ ai không phải là cư dân nơi đây, từ 17 giờ chiều đến 10 giờ sáng hàng ngày, xe bus chở khách du lịch cũng bị hạn chế ở một số khu vực để giảm lưu lượng giao thông và biến Bốc Tròn thành một khu phố đi bộ. Ba vùng được mã hóa màu đỏ, cam và vàng cũng sẽ được chỉ định để cho phép chính quyền địa phương kiểm soát và giám sát đám đông ở những khu vực đông dân nhất. Các quan chức cho biết những người vi phạm cũng sẽ bị phạt. Các biện pháp hạn chế du khách này sẽ được thực hiện sớm nhất là vào tháng 10 năm nay. Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, ước tính có khoảng 6.6 triệu khách du lịch trong và ngoài nước đã đến thăm Bukchon vào năm 2023. Trong nhiều năm qua, khách du lịch tràn ngập khu làng và gây ra những xích mích với người dân địa phương, khiếu nại về tiếng ồn, xả rác và các vấn đề riêng tư ở khu vực lân cận ngày càng leo thang. Ở quận nô ở trung tâm thành phố Seoul, Bukchon nằm gần các địa danh văn hóa khác như Đền thờ Tổ tiên Hoàng gia Jongmyo và Cung điện lớn Gyeongbokgung và Changdeokgung. Khu vực này từng là nơi ở của các quan chức cấp cao và giới quý tộc trong thời đại các vị vua Choson, những người cai trị Hàn Quốc từ những năm 1300 đến năm 1910. Ngày nay, khu vực này là nơi sinh sống của khoảng 6.000 cư dân, cũng như các doanh nghiệp, nhà trọ, cửa hàng thủ công mỹ nghệ và quán cà phê, một số địa điểm chụp ảnh nổi bật. Theo người dân địa phương, khách du lịch thường đến đây để chụp ảnh và thường rời đi sau khi mặt trời lặn. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.